Hello mọi người, từ hồi chúng mình làm video về từ lead đến nay, có rất nhiều bạn mong muốn vì hip hop làm về các từ lóng khác. Không phụ lòng các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về từ skirt kèm theo một vài thông tin thú vị của một slang tương đối phổ biến với rap fan những năm gần đây. Nói về skirt, chắc chắn các bạn sẽ không còn lạ lẫm gì nữa, bởi nó đã được sử dụng rất nhiều rồi bởi các rapper. Chẳng hạn như 16 Thief và Lee Boo trong chương trình rap Việt với màn trình diễn gặp nhau là skirt, hoặc Binzy trong bài Big City Boy. Manbo cũng từng sử dụng từ này trong bài God Nang Freestyle. Thích thì làm đi, rất nhiều tiền đi, mua phê tài. Không cần blow up. Từ skirt được viết là skrt có khá nhiều biến thể, ví dụ như skirt chỉ có một chữ r hay skirt có đến tận hai chữ t. Theo định nghĩa của Urban Dictionary, một từ điển chuyên định nghĩa các từ ngữ của giao tiếp đường phố, đặc biệt là tiếng lóng, thì skirt có nghĩa là tiếng động phát ra khi các tay lái điêu luyện drift những chiếc xe. Nếu bạn có thắc mắc, drift hay drifting là một kỹ thuật của những người yêu tốc độ thực hiện các thao tác để bánh sau xe trượt trên mặt đường nhưng vẫn giữ được kiểm soát. Đó là lý do nó còn được gọi là rê đuôi xe. Hãy dừng lại và tưởng tượng một chút về âm thanh đó. Thứ âm thanh đặc trưng và hơi chói tai trong các bộ phim hành động đua xe. Ngoài ra, theo dictionary.com thì từ skirt còn có một nghĩa khác là hành động né tránh một vấn đề hay một ai đó. Nhờ âm thanh đặc trưng khi phát âm từ skirt nên nó thường được các rapper chọn dùng làm adlibs trong các bài nhạc của họ. Từ đó, cụm adlibs skirt trở thành một trong các bộ nhận diện âm thanh cho các nghệ sĩ. Rất nhiều rapper ưa chuộng sử dụng adlibs này, trong đó có Travis Scott, 21 Savage, Kodak Black, Quavo, v.v. và may. Đa số các rap fan thường hiểu nhầm rằng từ skirt chỉ mới xuất hiện gần đây, nhưng sự thật là trong những năm 90 của thế kỷ trước, skirt đã xuất hiện trong giao tiếp của cộng đồng những người da màu ở Mỹ. Tuy đã xuất hiện từ lâu, nhưng đúng là cụm skirt chỉ dần phổ biến khi nhạc trap lên ngôi, một thể loại mà sự bắt tai của nó bị ảnh hưởng nhiều bởi adlibs. Từ năm 2015, từ skirt bắt đầu xuất hiện nhiều trong lời nhạc của nhiều rapper. Tiếp theo thì mình sẽ liệt kê một vài ví dụ mà từ skirt đã xuất hiện và trở thành một điểm sáng trong các bài nhạc nổi tiếng nha. Đối với những bạn yêu thích nhạc rap thì chắc hẳn những ví dụ này sẽ không xa lạ rồi, nhưng hãy cùng theo dõi nha. Đầu tiên, một rapper sử dụng adlib skirt rất nhiều chính là 21 Savage. Ví dụ điển hình là bài Bang Account ra mắt năm 2017, một bài nhạc nổi bật nằm trong album ISSA. Trong verse 1, 21 Savage có câu I pull up in Rari's and shit skirt with choppers and Harleys and shit for real. Như mình đã giải thích ý nghĩa gốc của từ skirt, nó gắn liền với xe cộ. Trong câu trên thì 21 Savage còn nhắc đến những hãng xe đình đám, đó là Rari's, tức là hãng xe Ferrari của Ý, dòng xe độ choppers và dòng Harleys, hãng xe mô tô phân khối lớn Harley Davidson. Đến với ví dụ tiếp theo, mình sẽ nói về vài Bad and Bougie của Migos và Lil Uzi Vert. Sự kết hợp này giúp họ có được một MV tỷ view trên YouTube. Trong verse 1 của Offset, anh ta có một câu Hop in the lamb, have a drag race, skirt, I let them burst, take a bath, babe. Để có được sự hiệu quả khi chèn từ skirt vào làm adlibs, Offset đã set up câu mang ý nghĩa là nhảy vào chiếc Lamborghini xong rồi đua. Nếu những ví dụ trên chưa làm bạn ấn tượng thì đừng vội thất vọng. Ngay sau đây là cách mà Kendrick Lamar đã sử dụng từ skirt trong bài DNA. Kendrick đã rap Yeah, that's him again. The sound that engine in is like a bird. You see the fireworks and covered tie skirt the boulevard. Ngoài cách gieo vần thú vị thì về mặt nội dung, Kendrick đã miêu tả tiếng động cơ xe Corvette của Chevrolet đốt máy như tiếng chim hót, bô xe tóe lửa như pháo hoa và lốp thì skirt trên đại lộ. Việc từ skirt cũng như các từ lóng khác trở thành các adlib hay có mặt trong giao tiếp có cả mặt lợi lẫn hại. Nhiều quá thì cũng nhàm và dần trở nên vô nghĩa, còn nếu có mặt đúng lúc đúng chỗ thì nó sẽ thành một điểm cộng rất lớn. Vậy, bạn có nhận xét gì về chủ đề này? Hãy để lại một bình luận để giúp Việt Hip Hop cải thiện chất lượng các video sắp tới nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem đến đây và chúc toàn thể mọi người bình an. Peace!